Hello, xin tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ đánh cái chiến thuật liên quan đến cái con cút cân non này các bạn nhé. Ok, thì mình sẽ cho nó vào hết cái đường giữa này, sau đó thì nó thử cho nó tấn công phá vào cái tòa nhà của ông Đết này, xem như nào các bạn nhé. Cho nó đẩy hết cái xe đi chợ. Ok, để xem bên này nó có cửa gì không nhá. Ra trên một chảy đấy. Và đẹp bạn này các zombie là gì à. Cho những cái loại zombie nhanh hơn tí nhé. Ai chơi? Cái cô là khả năng hồi phục nó hơi chậm bạn. Tem
này thì không có cái loại động vật hơi hay nè. Giga là có thể đỡ được bạn. Cái chỗ đấy mình tính là nó phải rơi vào tầm 40-50 đạn của con Ukanoi này các bạn. Bắp mu ấy, gọi là bắp mu. Mình có thể cho 999 và đặt nút là ra xem nào nhé. Video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi các bạn ạ. Xin chào các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào.